Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại cung Konstantinovsky ở Saint Petersburg. Ông Putin cho biết Nga và Trung Quốc có quan điểm chung về việc hình thành một thế giới đa cực. Điều này được khẳng định trong chuyến thăm Nga mới nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyến thăm đã tạo động lực tốt cho sự phát triển quan hệ song phương. Chúng tôi phát triển từ quan điểm thống nhất là hình thành một thế giới đa cực chứ không phải là một thế giới dựa trên số quy tắc mà không ai có. Ria Novosti dẫn lời ông Putin ông đánh giá chuyến thăm đã tạo động lực cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, thúc đẩy quan hệ thương mại, kinh tế và nhân đạo giữa Nga và Trung Quốc. Tổng thống Putin hy vọng kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ đạt gần 200 tỷ USD vào cuối năm nay. Ông Vương Nghị cho rằng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Nga đã đề ra những đường lối rõ ràng và tạo động lực cho sự phát triển quan hệ song phương. Theo ông, trong bối cảnh thế giới nhiều thay đổi như hiện nay, Nga và Trung Quốc với tư cách là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đang phấn đấu vì hòa bình và phát triển. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông vui vẻ nhận lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm Trung Quốc vào tháng 10 để tham gia diễn đàn Vành đai và Con đường. Tôi rất vui khi nhận lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Trung Quốc vào tháng 10 năm nay, hãng tin TASS dẫn lời ông Putin nói tại cuộc gặp. Ông nhấn mạnh, chuyến thăm này là hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Nga. Trên thực tế, ý tưởng của chúng tôi là tạo ra một không gian Á-Âu rộng lớn và có cả lợi ích của Trung Quốc. Chúng tôi đang hành động khá đồng bộ, nhà lãnh đạo Nga nói thêm. Lần gần nhất ông Putin tới Trung Quốc là tháng 2 năm 2022, ngay trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga từng dự diễn đàn vành đai và con đường ở Trung Quốc trong các năm 2017 và 2019.